Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đời Vlog nha cả nhà. Thì quý ông bà, cô chú hiện giờ thì Nguyên Đời đang ngồi ở căn nhà tôn cả nhà. Thì hôm nay thì Nguyên Đời có nhận được một cái là giúp đỡ của một người cô. Thì cô kêu mình, cô nhờ mình giúp cúng cho ông một đĩa trái cây. Nói chung thì quý ông bà cũng đã biết rồi. Thì từ trước đến giờ thì Nguyên Đờm cũng nhận cúng giúp cho quý bà con cô chú mình, cúng dường cho ông. Nói chung chủ yếu là cầu bình an và công việc làm ăn thuận lợi đó cả nhà. Đó thì hôm nay mình cúng giúp cho cô Đỗ Thị Lan, 63 tuổi nha cả nhà. Thì cô cúng để cầu bình an cho gia đình và công việc làm ăn thuận lợi đó cả nhà. Thì còn những cái việc riêng thì Nguyên Đờm không có tiện nói lên đây, nhưng mà Nguyên Đờm cũng xin cô hãy yên tâm vì Nguyên Đờm cũng đã ghi đầy đủ bên trên này rồi, hết rồi. Thì nếu mà cô có xem được thì cô hãy yên tâm nha. Thì quý ông bà cô chú thì Nguyên Đờm cũng xin phép thắp hương để cúng cho ông nha cả nhà. Thì hôm trước cũng cách nay cũng vài ngày đó cả nhà, thì mình có cúng kiến ở bên trước á, thì có một cái vong vẫn còn ở đây đó, mình không biết là hôm nay có còn ở đây hay không. Thì thôi mình đến đây thì mình cúng cho ông, thì để xem coi mình có còn gặp vong đó nữa hay không. Thì nếu gặp được thì mình cũng giúp đỡ cho vong đó nha cả nhà. Mình cũng không biết là vong nó có vào bên trong nhà này ở hay không. Đó thôi, để mình hôm nay mình cúng ở đây để mình xem thử luôn coi có vô nhà này ở hay không, hay lãng vảng ngoài. Nếu mà vô ở bên trong này ở thì ấm cúng hơn, không có gì hết. Mình tại vì trước đây là mình cắt nhà này lên là để chủ yếu là mình thờ mẹ Quan Âm. Sau mình mới thỉnh ông về đây. Và trước đây thì mình cũng cắt để cho những cái vong họ ở thôi, để cho họ có cái chỗ họ nương tựa đó cả nhà. Thì quý ông bà cô chú Nguyên Đờm cũng đã cúng xong và khấn xong rồi, và cũng đã đốt tờ giấy trình cho ông. Thì bây giờ Nguyên Đờm xin phép tạm lánh mặt nha cả nhà.
Ok, cả nhà thì từ sớm giờ thì Nguyên Gòm mà lánh mặt ở bên ngoài, thì không biết là quý ông bà cô chú mình xem bên trong này có thấy được ông Hiển Linh xuất hiện hay không, hay là vong xuất hiện hay không cả nhà. Thì nếu quý ông bà cô chú mình xem mà có thấy xuất hiện thì quý ông bà cô chú mình hãy comment ở bên dưới cho Nguyên Gòm biết nha. Thì chắc có lẽ đến đây thì Nguyên Gòm cũng xin khép video lại cả nhà ơi. Thì cuối video thì Nguyên Gòm xin chúc toàn thể quý ông bà cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy phúc nha. Bye bye cả nhà.